Rồi, xin ngay mến chào tất cả các nha. Thì tiếp tục hôm nay mình bán vỏ nghe anh em. Vỏ đã qua sử dụng. Có một chiếc thì nó như là mới luôn anh em, chiếc ngoại ha. Thì mình sẽ giới thiệu từng chiếc. Anh em mà có nhu cầu quan tâm thì liên hệ. Chiếc ở trong này là 9.2 nha các bạn. Chiếc trong 9.2. Thích hợp cho anh em mình chạy máy lớn ha, máy 3, máy 4 rồi đó. 4T thì vẫn được ha anh em. Chiếc ở trong thì 9.2. Chiếc ở giữa là 6.3 giọng sĩ. Chiếc trong là 9.2 dạng nam các bạn. Chiếc trong là 9.2 dạng nam. Còn chiếc ở giữa là 6.3 trọng sĩ, thích hợp cho anh em chạy máy Yamaha 3T 6366, 68 sát nhỏ rồi ha, 72 vẫn được, chúng ta 72 đó, vẫn ok nha anh em. Chiếc trong là 6.3, lái nó khoảng 1.5 nha bạn. Chiếc này nè, chiếc mà Yamaha nè, lái 1.5 trọng sĩ, 6.3. Còn chiếc ngoài là như là mới luôn nha anh em, chiếc ngoài là như là mới luôn á, chưa khui gùn á. Chiếc ngoài là dạng nam 7.9. Em quay xíu rồi mình sẽ xuống vỏ quay từ chi tiết cho anh em xem ha. Đó. Đây, từ phần cho anh em xem. Anh em nào có đúng nhu cầu mục đích thì liên hệ. Đó, chiếc ngoài là 7.9. Quá mới luôn anh em. Chiếc ngoài như là mới 100% luôn vậy. Đang hồi mình quay mấy cái chi tiết cho anh em xem cho rõ. Đây là mình chụp bạn ha. Đó, chiếc ngoài là dạng nam 7.9. Chiếc này là mình chạy máy 3. Máy 3 mà động lớn được anh em. Thở lái này như là lái nó tới 1.1 rồi anh em ơi. Anh em chạy Kubota 78 được vui ha. Kubota 3 máy á, 78 là chạy dáng vượt được mà tốc độ cao luôn. Đó, cái dạng nam ngoài đó, 7.9 á. Đó, 7.9 ha. Chiếc ở giữa thì là 7.2 lấy 1.5. Còn chiếc ở trong là chiếc 9.2. Đây, quay cho anh em sẽ bỏ từ chiếc mà nha. Đó. Rất là đẹp. Lái nhìn lái lớn không anh em, lái lớn ha. Để mình xuống mình quay cái vỏ ngoài cho anh em xem nè. Tại là mình đang ở trên bờ hơi khó xuống. Đây, quay trước chút xíu đi mình xuống sập. Đổ quá đẹp. Chung vỏ này là ok hết nha. Vậy chứ là mình sử dụng ha, không có chỉnh sửa gì nữa. Đó, vỏ mới như là vỏ mới hết. 6.3 là chiếc giữa, ngoài là 7.9. Trong 9.2. Đàn công thì quá mới luôn nha nè. Rồi, công mới tinh luôn ha. Bây giờ mình xuống mình quay cái chi tiết cho từng chiếc vỏ cho anh em xem nè. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha bạn. Nếu anh em những vỏ nè, anh em đúng cái vỏ máy mình chạy á, đúng mục đích nhu cầu thì liên hệ nha anh em. Bây giờ mình chuẩn bị xuống mình quay từng chi tiết cho bạn xem ha. Ba chiếc vỏ này. Rồi, đầu tiên là mình sẽ quay chiếc 6.3 trước đi ha anh em. Đây, 6.3. 6.3 của trọng sĩ. 6.3 lái 1.5 nha anh em ơi. 6.3 mà lái tới 1.5 ha. Đó, chiếc này em xem cũng rất là mới luôn á. 6.3 lái 1.5. Rất là mới nha bạn. Đây, chiếc này quá mới luôn ha. 6.3 lái 1.5. Trọng sĩ. Này anh em thích hợp cho anh em chạy ra máy 3 á, Yamaha 3T 6.3 6.6, có tốc sát nhỏ. 72 vậy vẫn được nha bạn. Chỗ 6.3 nè, 72 mình chạy vẫn vô tư. Ừ. Chiếc ngoài, nói chung là chiếc 6.3 này anh em thấy còn quá mới luôn ha. Quay sơ sơ cho anh em xem nó. Trọng sĩ. Vỏ này căng keng không anh em, vỏ qua sử dụng nhưng mà còn căng keng mới mới không ha. Lấy 1.5 lấy rất lớn. Tăng 1.5. Chẳng sao là quá ok luôn các bạn. Đẹp. Không mua được là chưa nước chưa bể. Đó, chiếc trọng sĩ 6.3. Rồi tiếp theo mình sẽ quay cái chiếc dạng nam 7.9, 3 sóng. 3 sóng lên cao nước. Ê, anh em thấy à? 3 sóng là nó 3 thớt anh em, 3 thớt lên ha. Nè, có 3 cái thớt lên từ cái mí trắng đó các bạn. Ở dưới là cái lường ha. Ở dưới là cái lường, lên đây là 3 thớt, dựng lên 3 thớt là nó cao nước hơn là chiếc bình thường nha các bạn. Chiếc này nói chung là mũ cao nước á. Đó. 3 sóng lên, ở dưới là cái bằng, ở dưới là cái mặt bằng, ở dưới là cái lường của nó. Lên đây nó thêm 3 thớt, 1 đây, 2 đây, 3 đây, 3 thớt anh em. 3 thớt là tất nhiên nó sẽ cao nước. Ở đây là cái phần be là biên đó ha. Là 4 thớt. Chiếc này rất là cao nước. Thích hợp cho anh em mình đi tải. 7.9. Anh em mình đi tải mình chạy máy 3 á, cần tốc độ mình đi tải là đi chiếc này là rất là ok luôn. Tại vì nó cao nước anh em. Đó, 7.9. Chiếc này khỏi bàn cãi rồi, quá mới, quá đẹp. Đấy, chiếc này như là đánh giá như là mới 100% luôn anh em. Gần cái dạng đó luôn. Anh em thấy nè, màu sắc còn tươi gói luôn. Như là vỏ mới kéo về vậy đó. 7.9. Đó. 4 sóng lên nha anh em. 1 2 3 4. Mẫu cao nước thích hợp cho anh em đi tải được mà tốc độ cũng có luôn.
Vỏ này quá chất lượng à. Dạng nam nghe nè, dạng nam 7m9. Qua mới nghe nè. Như là mới 90% luôn các bạn. Đó, qua mới luôn ha. Vỏ này anh em mua về là chạy là êm luôn, như vỏ mới vậy đó. Giá cả cũng hợp lý nha bạn. Giá cả thì anh em cứ liên hệ trực tiếp xuống hội bên anh Hiền nha. Anh Hiền sẽ báo giá cụ thể từ trước cho anh em. Dàn công anh em thấy khỏi bằng cãi luôn, còn mới tinh luôn, thì là mới kéo về đó. Dàn công mới tinh mới chắc, anh em thấy không, không có bể một miếng. Vỏ này như là vỏ mới kéo luôn, 7m9, lái mét hình như là mét mốt nha bạn, lái mét mốt, lái rất lớn. Chiếc này cao nước anh em ơi, cao nước nha, 4 thớt nha anh em, 4 thớt lên cao nước, mẫu cao nước, mẫu này mẫu cao nước 7m9. Sẵn đây mình quay chiếc chiếc X2 nha anh em. Chiếc X2 đã qua sử dụng. Giá cũng rẻ anh em ơi. Chiếc X2. Thích hợp cho anh em mình chạy máy 3 máy 4 đều được ha. 4T được cũng vô tư. Chiếc này là chiếc X2. Mẫu này chiếc X2. Chiếc này nói chung qua sử dụng một người rất là đẹp các bạn. Ở trên thì anh em có khui cái dàn kèo mui sẵn nè. Anh em thử có làm kèo mui thì anh em chỉ gắn được ha. Phải làm kèo mui. Đây là bên có đặt mình hãng vỏ làm cái cầu mui sẵn. 9.2 các bạn, 9.2 này mình chạy máy 3 máy 4 được ha. Chân 4T đủ ok. T đủ ngon. Công rất là mới. Có sử dụng nhưng mà mới không anh em ơi. Công ha. Còn ngon lành luôn. Còn mới tinh. Này thì 9.2 nha các bạn, 9.2 dạng nam. Này mình đang xuống vỏ anh quay nè, cụ thể từng chi tiết ha. Hoa vỏ này rất là đẹp, hoa dạng cọc anh em thấy không, còn các loại can rất là mới luôn anh em. Vỏ này về chỉ là sử dụng này, khỏi có chỉnh sửa gì anh em ơi. Đó, lấy lớn 9.2 này mình đang bán 3 chiếc anh em. Chiếc ngoài là 7.9, 7.9 dạng nam, lấy 1.1, chiếc ngoài thì y như mới luôn. Đây, y như mới. Cao dạng cao nước các bạn, 7m9 mà mẫu mới, mẫu cao nước, 4 thước lên cao nước ha, cao nước. Còn chiếc trong là 6m3, lấy 1m05, thích hợp cho anh em mình chạy máy 3 T hoặc là cu tọa 3 đó, thì chiếc này rất là hợp tốc độ luôn anh em. Chiếc này rất là tốc độ, mình cũng có test rất là nhiều clip về chiếc này ha. Mẫu 6m3 trọng sĩ, lấy 1m05, mẫu đi tốc độ với nó cũng tải cũng ok lắm. Còn mẫu trong này là mình đang cái bán là cái vỏ 9m2 bài chiếc ha. Anh em đúng mục đích nhu cầu thì liên hệ nha bạn. Này mình đang bán 3 chiếc ha. Khi nào có khi nào vỏ về đó mình sẽ cập nhật những chiếc tiếp theo nha anh em. Hôm nay thì đang bán 3 chiếc 7m9, 6m3, 9m2. Anh em nào đúng mục đích thì liên hệ nha anh em ơi. Đấy, bán 3 chiếc ha. Rồi khi nào vỏ có về nó thì mình sẽ cập nhật rồi mình sẽ đăng lên tục bán cho anh em ha. Đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp lên số điện thoại nha bạn. Các bạn qua Zalo sẽ báo giá từng chi tiết cho anh em nha, chứ mình không có báo giá cho nên các bạn. Thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đi hoặc là anh em IP qua số Zalo thì mình sẽ tư vấn rồi báo giá cụ thể từng chiếc cho anh em. Rồi video mình cũng xin tạm thời kết thúc đây nha, hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video clip tiếp theo nha. Rồi xin anh ấy mến chào tất cả các bạn.